Ăn bánh gì? Ăn bánh gì vậy? Cổng vào chùa Bangkok, Phú Mỹ, Mỹ Tú nè anh em. Vẫn là những hình ảnh rất là quen thuộc ha. Hai bên là đồng lúa, hai bên đường thì là hàng cây xanh. Hình như đây là cây bằng lăng, bằng lăng đúng rồi, có phải nhớ rồi, hàng cây bằng lăng này. Còn hai bên đường thì chúng ta thấy là đồng lúa xanh rì ha, rất là quen thuộc, những hình ảnh rất là quen thuộc ở vùng nông thôn Sóc Trăng. Rồi đây chúng ta đã vào công viên, đến khuôn viên chùa Bangkok mà ha, hình ảnh rất là quen thuộc ha. Rồi chúng ta cùng vào chùa để xem anh em tập luyện ha. Xa xa là có khởi nghe tiếng rồi đó. Rồi mình vô đây giờ trời chắc anh em ra dàn giáo hết rồi, phía sau hết rồi, xe đậu rất là nhiều rồi, âm thanh rất là quen thuộc. Và như quý khởi biết thì hôm nay ở đây sẽ có một cái nhân vật khá là đặc biệt cùng tập luyện với anh em, chúng ta cùng ra hen. Rồi rồi anh em đang xiết luôn nha, chúng ta cùng xem đoạn nước rút này của anh em Bangkok nào, tập rất là quen thuộc ha. Rồi chào anh em Bangkok nha. Rồi năm rồi vô Bangkok cũng gặp anh em ăn bánh dừa, cũng được tặng cái, năm nay cũng được tặng cái nữa nè anh em. À được cái bánh dừa. Rồi. Rồi. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục một lượt bơi nữa, một đợt tập nữa của anh em Bangkok cánh chim đầu đàn của làng Gai Ngòi Mỹ Tú nha. Sở dĩ Quốc Khởi nói như vậy thì anh em mình cũng biết rồi. Trước đây nói về Gai Ngòi của Mỹ Tú thì bao giờ cũng vậy, vẫn là cái tên đầu tiên là Tam Sóc. Có một khoảng thời gian cùng với Tam Sóc đó là Tà Ân. Tuy nhiên Tà Ân thì cũng chỉ trong vài năm. Còn những năm gần đây, mặc dù là các đội ghe này, đặc biệt là Tam Sóc, thì vẫn đều đặn đến với dòng sông Marago vào những hội đua, những giải đấu của chúng ta. Tuy nhiên thành tích cao nhất của các ghe ngò Mỹ Tú trong khoảng 5-6 năm trở lại đây, có thể nói đó chính là Bangkok. Và thành tích cao nhất của anh em đạt được đó là hai lần vào dòng 8 đội mạnh tại Âu Quốc 2017 và 2019. Hai cái mốc thời gian này cũng rất là đáng nhớ anh em ha. 2017 là festival lần thứ 3, còn 2019 đó là festival lần thứ 4. Mà hai lần festival này mà đều vào dòng 8 đội mạnh thì cũng là một thành tích rất là đáng nể rồi. Đặc biệt là nếu như chúng ta biết là khi mà Bangkok vào dòng 8 đội mạnh, anh em dừng lại là trước những đội ghe nào, thì hai lần anh em vào top 8, Bangkok vào top 8 đều dừng lại trước các ghe ngò của Thanh Trị. Mà đó là hai chiếc ghe đạt thành tích có thể nói là nhiều nhất trong khoảng 10 năm qua ở ghe ngò Sóc Trăng chúng ta, đó là ông Kho và Phong Tiến Chất. Rồi chúng tôi đã bắt đầu dục giả rồi đó, chúng ta cùng xem đợt nước rút này của Bangkok. Đầu tiên là chúng ta thấy là những tay bơi của Bangkok là khá là lực lưỡng nha. Và anh em mình có nhận ra ở đây
hơi bị mờ nha. Đây, người mặc áo đỏ ở giữa đội hình đó là một nhân vật rất là quen thuộc của nghề ngòi chúng ta. Đây, huấn luyện viên Danh Tùng ha. Thì anh em mình biết rồi, trong cuộc trao đổi của Danh Tùng với Quốc Khởi vài tuần trước thì Danh Tùng cũng cho biết là năm nay thì sẽ trực tiếp huấn luyện cho hai đội đó là Buthisattagam và Bangkok. Và hôm nay Quốc Khởi vào đây thì Quốc Khởi thấy Danh Tùng ở đây. Hôm qua ở Buthisattagam thì Quốc Khởi không gặp Danh Tùng, Danh Tùng cũng ở Bangkok, hôm nay cũng vậy. Tham thủ trong thời gian anh em nghỉ ngơi, chúng ta cùng lướt xem những vận động viên của Bangkok ha. Một đội hình rất là đẹp, trong trang phục màu vàng và nhiều vận động viên rất là cơ bắp, rất là lực lưỡng. Và chúng ta thấy đợt bơi vừa rồi của anh em cũng vậy. Đến thời điểm này anh em đã tập trên giàn giáo dưới nước khoảng một tuần. Trước đó thì trên sân chùa cũng khoảng hơn một tuần, có nghĩa là đã có hơn nửa tháng tập luyện. Thì chúng ta thấy là cái đợt nước rút vừa rồi của anh em cũng đã tốt nhiều đấy. Và đây là cổng sau của chùa Bangkok, cạnh ao nước mà anh em ra ngồi tập luyện. Quốc Khởi thấy phía ngoài cũng khá là đẹp nha. Chúng ta trong thời gian chờ đợi anh em tập luyện thì ra ngoài ngắm một chút nha anh em. Đây là phía sau của chùa ha. Có một cây cầu bắc qua bên kia, tiếng lộ đan bên kia nữa. Rồi phía sau này cũng là lộ đan. Tất cả đều có đèn đường hết ha. Rồi, đây, tiếng lộ đan cặp. Rồi, anh em khỏe nha. Rồi, tiếng lộ đan thẳng tắp ha. Phía sau chùa, uống theo khuôn viên hàng rào của chùa. Đó là cuộc sống của bà con ở đây. Bây giờ thì khá là thuận tiện ha. Cầu, rồi bến sông, rồi đường đều là lộ bê tông. Đặc biệt là có đèn chiếu sáng vào ban đêm nữa nè. Hết sảy rồi. Rồi bây giờ chúng ta cùng trở vào ao nước phía sau chùa qua cái cổng sau này để chuẩn bị tiếp tục xem anh em Bangkok tập luyện nha. Có phóng viên của đài truyền hình Sóc Trăng, có phóng viên đài truyền hình Sóc Trăng đang phỏng vấn đưa ghe nữa nè. Ngẫu nhiên ha, hôm nay Quốc Khởi vào Bangkok thì cũng gặp ra những cái đồng nghiệp của Quốc Khởi ở STV, Hoàng Diệu, biên tập Hoàng Diệu quay phim Gensei cũng đang là ghi hình đội ghe Bangkok của Mỹ Tú tập luyện. Và trong lúc anh em giải lao ăn bánh dừa thì hai anh em phóng viên này cũng ăn bánh dừa luôn. Đấy, ăn thấy ngon lành không? Mà trước đó Quốc Khởi cũng làm hết cái bánh dừa ngon lắm. Rồi giờ này cũng gần 19 giờ. Anh em tác nghiệp ban đêm luôn đó. Xong rồi công việc cơ quan là Quốc Khởi chạy vô đây thì anh em cũng đã ở trong này. Nói chung là mùa đua ghe thì cực khổ, ai cũng cực hết trơn mà vui lắm. Vui nhất là các vận động viên này, thấy không? Một ngày làm việc vất vả vậy đó, chỉ có đam mê thì mới có thể là ngồi tới thời điểm này mà tập tới 7 giờ tối mà tập rất là nặng luôn anh em mình thấy. Đây. Sao bạn, ngon không? Ngon anh ơi. Sáng có mà chiều có ăn gì chưa? Chưa. Mà chạy vô đây làm ăn bánh dừa luôn. Dạ đúng rồi. Ăn mỗi người hai cái nha. Hai năm đi chùa này là chùa thứ ba. Thứ ba trong buổi chiều nay hả? Dạ đúng rồi. Ai giờ đi các chùa của Mỹ Tú hả? Dạ đúng rồi. Đi Bắc Tôn xong qua Bân Giang rồi thứ ba Bân Tóc. Hay quá. Một chiều mà đi ba chùa là hay quá trời. Anh làm xong tới 5 giờ mấy anh mới chạy vô. Dạ, anh dạ. Tính mai chiều gì mới đi rồi. Có anh bạn đây ông rủ quá trời thôi chạy vô luôn. Rồi ăn đi mà nhớ người ăn hai cái nha. Dạ, ăn hai cái cho nó đều. Ăn cái nghiêng bên đó. Rồi đó, chúng ta nghe nói vậy đương nhiên nói là ăn cái nghiêng bên đó. Rồi bây giờ chúng ta chờ ha, chờ anh em vào một đợt tập mới nữa. Và nhân vật mà Quốc Khởi nói từ đầu thì chúng ta đã nhận ra ha, đó là huấn luyện viên Danh Tùng. Nước tung té luôn.
Trên chiều ha, cũng như trẻ lớn tuổi, trẻ em đến coi em nghe ngồi tập luyện. Mỗi đội ra là như vậy. Trời chuyển mưa anh em ơi. Cái ao nước sau chùa nên anh em tập luyện rất là đẹp ha. Có một cây cổ thụ nè, chúng ta coi cây cổ thụ này. Đây. Đó, đồng khán giả xem ha, có cả một cái quầy hàng nhỏ nhỏ ở đây nữa, bánh ú nè, trái cây nè, chuối chiên nè. Đặc biệt là thịt kia. Đây có cái này tạo thêm năng lượng cho vận động viên mà, tốt mà. Bây giờ bán thêm nữa, nhiều món nữa. Ăn bánh gì? Ăn bánh gì vậy? Đừng có chọc em chứ, để em ăn chứ trời. Rồi, bây giờ thì chúng ta nghe tiếng còi của huấn luyện viên Danh Tùng đã dục giả rồi đó. Với tiếng còi này thì anh em sẽ bắt đầu tăng tốc. Sao anh em? Phê không anh em? Phê không? Đã ha, quýt cuốc đã ha. Rồi, chúng ta chuẩn bị nha, đến một lượt tập nữa của anh em Bangkok. Bây giờ thì đã hơn 7 giờ rồi, lượt tập thứ tư rồi. Rồi, lượt tập thứ tư của anh em Bangkok, Mỹ Tú. Vào chiều tối nay, bây giờ đã hơn 7 giờ rồi đó, vẫn còn rất là miệt mài. Bây giờ thì huấn luyện viên Danh Tùng đã di chuyển vào giữa thân ghe để quan sát đội hình, nhường lại vị trí khỏi còi cho một huấn luyện viên khác. Có lẽ đây là huấn luyện viên kỳ cựu của Bangkok. Bây giờ thì Danh Tùng đang di chuyển ở giữa đội hình để quan sát từng tay bơi của mình. Thì như anh em mình biết rồi, Bangkok thì ở xã Phú Mỹ, nơi này thì cách thành phố Sóc Trăng khoảng chừng 15 đến 20 km. Thì xã Phú Mỹ mà trong những lúc bình luận Quốc Khởi thường hay nói đây là xã mà có ghe ngò có thể nói là nhiều nhất Việt Nam. Bởi ở xã này thì có khá nhiều ngôi chùa Khmer và gần như ngôi chùa nào cũng có ghe ngò. Mỗi mùa thi đấu tại Âu Bốc thì Phú Mỹ chính là xã có số lượng ghe đăng ký đông đảo nhất. Bình quân thì mỗi năm ở xã này sẽ có khoảng 4 đến 5 ghe ngò cùng tham gia Âu Bốc. Có thể kể như là băng Thái Giòn nè, rồi Bangkok nè, Bangkok nè, đó.
Trong đó thì thành tích trong những năm gần đây như Quốc Thể vẫn nói đó, anh em mình cũng biết rồi, thì Bangkok chính là đội có thành tích có thể nói là tốt nhất trong những năm gần đây ở đây. Thì chúng ta chỉ nói căn cứ trên thành tích nha anh em, thành tích trong những năm gần đây thì Bangkok chính là đội có thành tích tốt nhất trong các giải ngoại Mỹ Tú, cụ thể là vào top 8 ở hai hội đua là Open 2017 và 2019. Và như Quốc Thể đã nói thì chúng ta nhớ là 2017-2019 đó là hai hội đua toàn dùng, hai festival đua ghe ngò, festival lần thứ 3 và festival lần thứ 4. Ở hội đua toàn dùng như thế này mà anh em lọt vào top 8 thì có thể nói là một thành tích rất đáng ghi nhận nha. Đặc biệt là nếu như chúng ta biết là hai lần này thì anh em đều dừng lại trước những đội ghe có thể nói là số 1, số 2 của Sóc Trăng. Đó là cặp ghe lừng danh của Thanh Trị, Ông Kho và Phong Tức. Bây giờ tại hội đua Open 2022 vừa rồi thì Bangkok dừng lại ở vòng 16 đội. Năm rồi thì anh em cũng tập luyện rất là dữ dội, cũng ở ao nước này cũng sinh khí giống như vậy. Và Quốc Thể cũng đã ghi hình ở thành tích của anh em, đó là dừng lại vòng ở 16 đội. Ở vòng 32 đội thì một lần nữa là Bangkok gặp sân ke của Trường Khánh Long Phú và anh em đã vượt qua sân ke. Hai lần liên tiếp, hai hội đua gần nhất đều vượt qua sân ke ở vòng 32 đội. Vừa rồi thì sau khi vượt qua sân ke ở vòng 32 đội thì vào đến vòng 16 đội thì Bangkok gặp Trà Tim cũ và anh em đã không vượt qua được đội ghe được xem như là số 1 của thành phố Sóc Trăng. Vậy là thành tích năm 2022 của anh em Bangkok là vào vòng 16 đội ha. Và năm nay thì chúng ta thấy anh em càng quyết tâm hơn nữa nè. Hiện nay thì theo thông tin phải có được thì số lượng vận động viên trên ghe, số lượng vận động viên tham gia tập luyện của Bangkok hiện nay gần 120 tay bơi rồi. Anh em vào đợt nước rút chúng ta cùng xem nha. Thì sau giai đoạn tập trên sân chùa, bây giờ tập dưới vàng nước, sắp tới thì anh em sẽ chuyển sang giai đoạn thứ ba, đó là tập trên ghe. Và với sự xuất hiện của huấn luyện viên Danh Tùng, đây không phải là năm đầu tiên Danh Tùng xuất hiện ở Bangkok, thì anh em tiếp tục nuôi hy vọng của mình ở Open 2023 cùng tăng tốc ở giai đoạn này. Chúng ta cùng xem đợt nước rút này của các tay bơi Bangkok nha. Rồi, anh em vừa kết thúc thêm một đợt bơi nữa, rất là miệt mài và sẽ còn tiếp tục tập luyện nữa. À, như Quốc Khởi nhắc lại, như anh em mình cũng đã biết ha, trong những năm gần đây sau khi mà Tam Sóc không còn giữ được thứ hạng cao của mình nữa thì Quốc Khởi thường nói là anh em Bangkok chính là cánh chim đầu đàn của làng ghe ngon Mỹ Tú, với thành tích là hai lần đã có mặt ở top 8 đội mạnh trong những hội đua gần đây, đó là festival lần thứ 3 và festival lần thứ 4. Ở Open 2022 thì anh em cũng tập luyện rất là nỗ lực, rất là công phu và anh em đã vào tới vòng 16 đội. Tuy nhiên vòng 16 đội có lẽ là cũng chưa đáp ứng được sự kỳ vọng của mỗi thành viên đội ghe này cũng như là người hâm mộ. Và một lần nữa thì hiện nay anh em đang nỗ lực để hướng đến Open 2023. Chúng ta cùng chờ xem nhé. Rồi phần tường thuật của Quốc Khởi về đội ghe Ngò Bangkok tập luyện buổi chiều tối nay cũng xin tạm dừng ở đây. Trong thời gian tới thì nếu có thời gian, có điều kiện thì Quốc Khởi sẽ tiếp tục trở lại với anh em Bangkok nha. Chúc anh em tập luyện tốt, thi đấu tốt. Rồi, chúc anh em tập luyện tốt, thi đấu tốt. Rồi, cảm ơn anh em đã luôn đồng hành cùng với Quốc Khởi Ghe Ngò, đã xem video này. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những video tiếp theo nha. Bây giờ cũng tối rồi. Rồi, tất cả vui vẻ, mạnh khỏe để hướng về Open 2023 nha anh em.